Để các hộ nghèo yên tâm thêm động lực phát triển kinh tế gia đình thì việc giúp họ có nơi ở ổn định được các địa phương quan tâm, chú trọng. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là từ chương trình mục tiêu quốc gia và các hoạt động xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa, làm mới nhà ở. Ghi nhận tại xã Pa Treo, huyện Bát Sát, một trong 10 xã được xem là lõi nghèo của tỉnh. Dù chưa hết khó khăn, nhưng hôm nay, gia đình chị Lý Thị Lan vẫn quyết định làm bữa cơm tươm tất để cảm ơn hàng xóm và anh em họ hàng đã giúp đỡ, làm được ngôi nhà vững chắc sau khi được nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng. Bây giờ nhà nước hỗ trợ thì mình cứ đưa một cái nhà là mình cứ yên tâm, mưa gió như thế nào là mình cũng yên tâm. Thì vợ chồng mình cũng cố gắng để đi làm để mình thoát khỏi nghèo. Năm 2023, xã Pa Treo đặt mục tiêu hỗ trợ trên 100 hộ gia đình cải tạo và xây mới nhà ở. Để giúp các hộ có thêm động lực và quyết tâm xóa nhà tạm, trước khó khăn do giá vật liệu xây dựng và cước vận chuyển cao, địa phương tích cực huy động xã hội hóa, tận dụng các nguồn lực hỗ trợ tối đa cho hộ nghèo. Hiện tại thì chúng tôi đã kêu gọi được trên 120 tấn xi măng. Và như vậy thì mỗi nhà sửa chữa thì chúng tôi hỗ trợ 2 tấn xi. Gần như là đảm bảo đủ xi, không phải mua nữa. Còn những nhà làm mới thì hỗ trợ thêm 1 tấn xi để bà con có thể là vào cái tiền hỗ trợ vào phần làm nhà. Nó bớt đi cái gánh nặng về tài chính cho bà con. Ngoài nguồn lực về tài chính, các tổ chức đoàn thể trong xã cũng vận động hội viên đoàn viên giúp đỡ bằng công lao động vật liệu tại chỗ, giúp các hộ sửa chữa hoặc làm nhà mới, giảm thiểu tối đa chi phí. Đoàn thanh niên xã cũng có thành lập các đội tại các thôn bản đến các hộ gia đình, giúp đỡ các gia đình vận chuyển như cát, xi măng hay là tôn để các gia đình thuận tiện cho việc tu sửa với lại xây lại mới. Xã đã tổ chức, đã mở cái lớp học xây dựng ở trên địa bàn nên là nhiều thanh niên cũng có học qua lớp đào tạo đấy. Thì họ cũng góp công, góp ngày góp công cho cái việc là xây lại cái nhà mới cho bà con. Sự chủ động sáng tạo của cấp ủy chính quyền đoàn thể đã giúp Pa Treo đạt hiệu quả cao nhất trong thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Đây cũng là kinh nghiệm để các địa phương khác tham khảo học tập, sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát để các gia đình an cư lạc nghiệp.